kể ai đã và đang học tiếng Nhật thì đều sẽ cần phải quan tâm và tìm hiểu về kính ngữ. Kính ngữ là một cái phạm trù mà mình nghĩ là không chỉ đơn thuần là về mặt kiến thức cũng như là về phần lý thuyết. Chúng ta cần phải áp dụng nó vào trong thực tế thì nó mới thực sự có tác dụng. Khi nói về kính ngữ thì hầu hết tất cả các cái tài liệu, giáo trình cũng như là các cái video ở trên mạng thì đều nói rằng là kính ngữ được chia ra làm 3 loại, bao gồm có thể lịch sự này, thể khiêm nhường ngữ này và thể tôn kính ngữ. Tuy nhiên thì với cái phong cách học của người Việt Nam cũng như là chính bản thân mình từ xưa cho đến nay thì có vẻ như là mình thuộc lầu lầu tất cả 3 cái loại đấy. Nhưng mà trên thực tế áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày cũng như vào trong công việc thì hầu như là mình không có sử dụng được nhiều. Sau nhiều năm làm việc thì mình cảm nhận một cách rất là rõ ràng là hầu như mình rất ít khi sử dụng kính ngữ trong công việc và trong giao tiếp. Thường thì mình chỉ có sử dụng triệt để cái thể must này hoặc là des này, và mình không có dùng thể ngắn trong khi mà giao tiếp hội thoại với lại đồng nghiệp hay là với cấp trên của mình. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian gần đây mình mới bắt đầu ý thức hơn và quan tâm hơn đến cái việc là sử dụng kính ngữ trong công việc cũng như là trong đời sống hàng ngày. Bởi vì là cái công việc hiện tại của mình cũng tiếp xúc nhiều hơn với lại các cái thầy cô người Nhật. Thế nên là mình cũng muốn thể hiện rằng là mình có thể nói một cách lịch sự hơn, một cách kính ngữ hơn, tôn trọng họ hơn trong cái công việc và trong cái giao tiếp với họ. Thì trong cái quá trình học giao tiếp một một với lại cô người Nhật thì mình cũng có đề xuất cái ý kiến này. Và mình đã được cùng cô luyện tập một số các cái cách diễn đạt cũng như là cái cách nói làm sao cho nó có thể lịch sự hơn và trông nó có vẻ pro nhất có thể. Thì ngày hôm trước mình đã có một cái video nói về cái cách mà nhờ vả ở dạng lịch sự. Ngày hôm nay thì là mình sẽ nói rõ hơn ở cái dạng kính ngữ thứ hai, đó là cái dạng là tôn kính ngữ. Có nghĩa là lần này là mình sẽ nói với cái đối tượng là những cái người cấp trên, những cái người mà vai vế họ cao hơn mình, và mình sẽ phải có cái cách diễn đạt làm sao để cho thể hiện cái sự tôn trọng đó, thể hiện cái sự trên dưới ở trong công ty. Thì khi mà mình giao tiếp với người Nhật có những cái cách hành văn mà nó phù hợp cũng như là thể hiện cái sự tôn trọng và cái sự tôn kính đối với lại cái cấp trên của mình, thì mình cho rằng là cái công việc của mình nó cũng sẽ được suôn sẻ hơn và người ta cũng sẽ đánh giá mình là người nước ngoài có một cái khả năng ngôn ngữ về mặt tiếng Nhật tốt hơn so với lại những cái người khác không sử dụng cái kính ngữ trong cái hội thoại và giao tiếp với họ. Chính vì vậy ngày hôm nay mình sẽ cùng thử luyện một số các cái cách hành văn, một số các cái cách nói mà thể hiện cái sự tôn kính này nhé. Kính ngữ là một cái phạm trù mà mình nghĩ là không chỉ đơn thuần là về mặt kiến thức cũng như là về phần lý thuyết. Chúng ta cần phải áp dụng nó vào trong thực tế thì nó mới thực sự có tác dụng. Vì vậy cho nên là ngoài cái việc mà biết rõ và nắm rõ về mặt lý thuyết thì các bạn sẽ cần phải làm sao để trau dồi cho mình được là cái khả năng sử dụng nó trong cái đời sống hàng ngày. Chính vì vậy mà mình mới làm ra cái chuỗi video này để chia sẻ cho các bạn một số các cái cách hành văn, một số các cái cách nói mà nó thường gặp nhất trong cái quá trình giao tiếp và hội thoại hàng ngày. Rồi từ đó các bạn có thể áp dụng và tự tư duy, tự suy nghĩ để mà có thể sử dụng những cái từ mà mình hay nói để mà áp dụng trong cuộc sống và công việc hàng ngày nhé. Vẫn giống như là ngày hôm trước, mình sẽ trích dẫn một cái đoạn ở trong cái bài học của mình cùng với cô người Nhật. Các bạn sẽ cùng nghe và thử nghĩ xem là mình sẽ chuyển cái đấy sang dạng tôn kính ngữ như thế nào và sẽ có đáp án ngay sau đó. Trong video thì là chính mình sẽ là người đưa ra cái câu trả lời và cô sẽ chữa và check cho mình những cái nội dung mà mình bị sai hoặc là những cái phần mà mình cần phải chú ý thêm. Thì các bạn hãy cùng lắng nghe cả cái phần nội dung đáp án cũng như là cái phần giải thích của cô và cố gắng học và áp dụng nó vào trong cái đời sống hàng ngày của mình nha. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. 尊敬の表現を使って言ってみましょう。はい。1番、今朝の新聞読んだ？っていう読んだっていう質問とか、尊敬語ですね。うん。尊敬語ならお読みになりますか。うん。今朝の新聞をお読みになりましたか。今朝の新聞をお読みになりましたか。あ、これぐらいお読みになりましたかって使うの、私だったらまあちょっと本当に。管理職の方と話すときぐらいですかね。うん、はい。例えば先生同士に聞く際は、今朝の新聞を読まれましたかっていうような、あまり O をつけて言わないけど敬語にするっていうようなぐらいです。コーヒー飲む？あ、コーヒーをお飲みになりますか？うん、正解です。コーヒーをお飲みになりますか？コーヒーをお飲みになりますか？コーヒーをお飲みになりますか？コーヒーお飲みになりますか？はい、正解です。3番、新幹線の時間調べた？新幹線の時間をお調べになりましたか？はい、正解です。ここも書き換えますね。
お調べになりましたか？正解です。新幹線の時間をお調べになりましたか？新幹線の時間をお調べになりましたか？新幹線の時間をお調べになりましたか？新幹線の時間をお調べになりましたか？はい。4番、この下線部の、言葉をね、ちょっと形が変わりますので意識してください。どんな音楽を聴く？どの音楽をお聴きになりますか？どのではないです。もう少し。どのような音楽をお聴きになりますか？はい、正解です。どのような音楽をお聴きになりますか？どのような音楽をお聴きになりますか？どのような音楽をお聴きになりますか？どのような音楽をお聴きになりますか？ちょっと質問なんですけど、このどのようなとどのようにの違いを説明できますか？どのようにの後ろに動詞ですけど、どのように後ろに名詞です。正解です。素晴らしい。そうですよね。文法で説明するとそうなんですけど、結局何が聞きたいかっていうところですよね。どのような音楽ってことは、つまりヒップホップなのか、ジャズなのか、クラシックなのか、どんな音楽が好きなの？聞くの？っていうことであって、どのように音楽を聞くっていうと、その方法ですよね。例えば、テレビで聞くよとか、ホールで行って聞くよとか、そういう方法を聞いてますよね。動詞を修飾してるので。正解です。5番、明日誰に会う？誰にっていうのも、形が変わりますね。誰に、どちらにお会いになりますか？どちらだと、なんか場所を聞いてるのかって感じですね。誰？どなた。はい、もう一度お願いします。明日どなたにお会いになりますか？はい、惜しいです。何が惜しいかというと、明日は明日。なるほど。決して私と本さんの会話の中で明日という言葉を使うのは変だというわけではありません。ただ、目上の方と話すときに、明日ではなく明日の方が丁寧です。明日どなたにお会いになりますか？明日どなたにお会いになりますか？明日どなたにお会いになりますか？明日どなたにお会いになりますか？はい、6番、この文は最後ですね。日本の習慣についてどう思う？どうっていうところですね。ますね。日本の習慣。日本の習慣ではなくて習慣。習慣。日本の習慣についてどのようにお思いになりますか？日本の習慣についてどのように思いになりますか？ありますか？おが2回です。お思いに。お思いになりますか？はい。さっきまでの読むとかお調べとかと一緒で、思いになりますかですね。お思いになりますか。では練習いきます。日本の習慣についてどのようにお思いになりますか？日本の習慣についてどのようにお思いになりますか？はい。もう一度いきます。日本の習慣についてどのようにお思いになりますか？日本の習慣についてどのようにお思いになりますか？はい、